Hi hi hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn thấy gì không nè? Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng sơ đồ chi tiết. Bài học hôm nay khá là quan trọng và hấp dẫn. Nào, chúng ta hãy thấy một cục pin thôi mà thắp rất là nhiều đèn, mà sáng liên tục vài giờ mà cũng không hết pin. Đây, thử xem, 4 bóng đèn luôn nha, mà cũng không bao giờ hết pin. Nào, các bạn hãy làm như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ thay bóng đèn này bằng một chùm bóng đèn luôn, 4 cái luôn. Thử xem nó sáng như thế nào. Thì trong lúc làm các bạn hãy cẩn thận nha, nó bị giật đó. Rồi để được thắp sáng một cái bóng đèn và sáng hàng giờ thì các bạn hãy làm theo phương pháp sau đây. Và đây là cái sơ đồ, là thầy Mò sẽ vẽ cho các bạn cái sơ đồ chuẩn mà các bạn rất là dễ làm. Đây là cái cuộn dây, đây là sơ đồ nha các bạn. Nhưng trên thực tế thì các bạn sẽ thấy được cái cuộn tăng phô. Thì đó gồm có 3 dây, đó là cuộn sơ cấp. Bên đây là cuộn thứ cấp. Nó cũng ra hai đầu dây. Rồi, cái đầu ra này nè là ra tải, có nghĩa là ra bóng đèn đó các bạn. À, tôi vẽ thành hình con led để cho các bạn thấy dễ hiểu nha. Và bóng đèn. Rồi ba cái chấu dây này á thì các bạn đấu như thế nào? Đây, để tôi vẽ một cái con tungstor. Nếu các bạn làm rẻ tiền thì cái con tungstor này gọi là con tungstor D882. Nó gồm có 3 chân. Nếu các bạn dùng cái con này là con MOSFET á, công suất nó lớn hơn thì các bạn có thể thắp nhiều đèn hơn. Thì cái con nào cũng vậy, nó cũng là dạng tungstor hay MOSFET cũng vậy, nó cũng có cực cổng là cực B, C và E. Cực B nó tương ứng với cái cực cổng. Thì bây giờ nè, các bạn thấy nè, từ tăng phô vào một cái chân. Đó là chân gì? Chân C. Chân C. Nếu con MOSFET nó là từ chân S á. Rồi, một chân còn lại đó là chân E là sẽ kết nối với đầu bên kia của cục tăng phô. Đó, các bạn dễ hiểu không? Còn ở chân B. Chân B này nè, thì các bạn phải có một đường dẫn qua một con điện trở đi vào chân giữa của cục tăng phô. Thì cục tăng phô mình có 5 chân các bạn biết không? Thì con điện trở này á là mình phải tùy chỉnh làm sao cho cái con tungstor của mình nó hoạt động đúng để nó ra cái tần số xung, để nó biến ra thành 220. Thì cái con này á, nếu mà chỉnh được thì các bạn gắn con biến trở R thì các bạn sẽ chỉnh. Trong quá trình các bạn làm thì phải cân chỉnh nha, cân chỉnh con này á, rồi con là D882, hoặc là các bạn dùng con MOSFET cũng được nữa. Con MOSFET thì cái cổng của nó là cực G, D và S, hay là chân số 1 và chân số 2 và chân số 3. Thì chân giữa là thường thường là cấp vào đầu vào và đầu ra, đó là chân cuối cùng. Đây gọi là cái transformer, mình gọi dễ hiểu đó là transformer. Thì các bạn dễ hiểu không nè? Thì cái sơ đồ mạch này nó có trong ở vợt bắt mũi mà chúng ta không biết, thì các bạn hãy mua những cái vợt bắt mũi rẻ tiền về tháo ra và chế như thầy Mò làm nha. Và cách làm sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cho một tí music cho nó hấp dẫn nào. Và cái cách lấy ở đây điện để chúng ta làm thì sẽ có cách như thế nào, các bạn hãy xem nha, đừng rời mắt màn hình. Trước tiên là thầy Mò cạo hết những cái đường mạch trong đây để mình vẽ lại cho các bạn. Rồi bôi thêm một chiếc xăng thơm để thấy được đường mạch in. Thì các bạn thấy nè, khi cấp nguồn vào 3V7 thì các bạn thấy nó sẽ nẹt lửa rất là nhẹ. Đây là cấp nguồn 7V4, nó nẹt mạnh hơn. Các bạn chú ý một điều này nha, miếng nhôm phải được tản nhiệt trên con tungstor để khi nó hoạt động thì nóng lên không sao. Thì tôi dùng một cục pin đó là 18650 3,7V cung cấp đầu vào cho cái mạch này. Nó cũng giống như trên sơ đồ, các bạn đấu đúng là được rồi. Nhưng ở đây là một cái mạch ở vượt bắt mũi thì chúng ta phải có một cái cách đấu làm sao cho con tungstor nó không chết và đèn sáng rất là nhiều. Đây, ban đầu tôi có rất nhiều thí nghiệm. Và ban đầu tôi sẽ thí nghiệm là một cái bóng đèn điện 220. Cái bóng đèn này là 28.000.
mua ở tại Shopee. Các bạn hãy nhìn cục tăng phô, và bên này là bên thứ cấp, thì chúng ta sẽ lấy hai cái chấu của cục tăng phô hàng vào con đèn LED. Và hàng vào thì lúc này đèn bóng đèn của chúng ta đã sáng lên. Các bạn thấy không? Rất sáng. Và đi một vòng để cho các bạn xem cái độ sáng của nó, và sẵn xem cái phòng thí nghiệm của mình đó, trong đêm 1-2 giờ sáng mà nó bề bộn như thế này đây nè. Các bạn nhìn thấy nè, chỉ một cục pin thôi mà thắp được một cái bóng đèn như thế này. Còn nhiều cái thí nghiệm nữa, các bạn đừng rời mắt màn hình ha. Hãy chú ý và xem cho kỹ video rồi chúng ta làm, để đừng hỏi lại, để đừng thắc mắc nhiều. Để khi chúng ta xem chưa hết thì các bạn khó mà làm được cái mạch này. Rồi, các bạn thấy không? Quá trời sáng luôn. Và bắt đầu chúng ta sẽ thí nghiệm một cái thí nghiệm thứ hai nữa mà các bạn nghe coi mà giật mình và hết hồn luôn. Thì đây là một cái thí nghiệm thứ hai, sẽ bắt đầu ngay đây thôi. Cái phòng nghiên cứu của thầy Mò á, thật ra nó rất là ngăn nắp các bạn. Nhưng mà mỗi lần mà khi nghiên cứu như vậy á, là nó rất là bề bộn. Xong rồi qua một ngày mình sẽ dẹp nó lại. Các bạn cũng thông cảm nha. Ở đây là cho các bạn thấy được cái độ sáng của nó, có một bóng đèn và một cục pin. Nếu các bạn thấp như vậy á, một cục pin 37 này nó sáng hàng giờ luôn nha các bạn. Sáng hàng giờ luôn. Nó khoảng 3 đến 4 giờ là nó cũng không tắt được. Rồi bây giờ nè các bạn thấy nè, úp lên úp xuống coi xem thử cái độ sáng của nó như thế nào để các bạn phân biệt. Đây không có kỹ xảo hay là bà độ gì hết các bạn ha, đây dùng trình độ hết. Rồi, các bạn nhìn thấy nè. Tối hù, đem lên thì nó sáng. Tối hù, đem lên thì nó sáng. Thấy chưa? Rồi, các bạn hãy xem thí nghiệm tiếp theo nữa nha. Thí nghiệm này thì nó khá là hay và hấp dẫn cho các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Chạm chập lại mà nó cũng không ngắt. Cũng không ngắt. Tăng si to nó có nóng thì nó cũng tản nhiệt qua bên cái miếng tản nhiệt, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nếu các bạn chỉnh con điện trở đó cho đúng nha, các bạn hãy thấy con điện trở đó khoảng 1,8 kg đặng. Rồi các bạn nhìn thấy nè. Bây giờ thí nghiệm tiếp theo là mình tháo cái đèn này ra để cho các bạn thấy, và mình hàn một cái chui vô. Mình hàn cái chui này vào. Cái chui này là cái dắt, cái dắt nối để mình gắn được cái bóng đèn khác vô, cái bóng đèn tròn vào. Rồi, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Đây là cái chui này, là cái chui cái. Rồi bây giờ mình cắm thử cái cục sạc điện thoại di động coi xem nó có sạc được điện thoại hay không. Rồi mình cắm vào. Đây là cái cục sạc. Rồi đây là dây cáp. Cắm vào điện thoại. Wow, nó cũng báo sạc nha các bạn. Báo sạc lên, nhưng mà để xem coi hiện tượng gì xảy ra. Wow, thì lúc này á là cái điện thoại của các bạn chớp tắt, có nghĩa là do vấn đề xung, cái xung nhịp ở đây nè, nó sẽ hoạt động theo cái kiểu tần số mà đóng ngắt. Thử thêm một cục nữa coi thêm thế nào. Đây là cục nguồn, nó có báo nguồn, mình cũng thấy như vậy. Thử thêm một cái tranh điện thử xem, cũng vậy luôn. Thôi thì bây giờ mình thí nghiệm thêm một cái bóng đèn tròn. Một đục đám đèn tròn sáng lên nha các bạn. Còn nhiều thí nghiệm nữa mà thầy Mò sẽ cho các bạn xem, để các bạn không cần phải làm thí nghiệm nữa. Rồi thì đây là một cái bóng đèn mà cho các bạn xem nó độ sáng như thế nào. Thấy cái mặt bánh bao, nhiệt độ thì cũng không tăng, đúng không? Các bạn nhìn thấy nhiệt độ cũng không tăng, 32 độ 6. Đây các bạn nhìn thấy nè, mất bóng đèn, mất luôn ánh sáng. Có bóng đèn, có ánh sáng, có ánh đèn, có ánh sáng. Và thử một bóng khác xem nào. Wow, rất là sáng. Chỉ một cục pin thôi mà các bạn thấy nó sáng cả bầu trời luôn không? Đây là cái phương pháp mà quân đội Mỹ ngày xưa xài, một cục pin thắp sáng cả quân đội nha các bạn. Rồi các bạn có muốn mua những cái mạch như thế này để lắp thì các bạn hãy 3 ngày nữa các bạn hãy xem mà để mua trên Shopee nha.